Thì cô cho con ít thuốc và con bôi vào những cái vết côn lặn. Thương quá cho thuốc. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nào, cố gắng lên nào, đi được 1/3 chặng đường rồi nhé. Cái vùng này là vùng da nhạy cảm. Cố lên nào. Cố gắng nặn tốt nhất cho con, không tổn thương da. Sorry, sorry con. Cái này chữa xong là cái da tức chi mà đẹp đây này. Lỗ chân lông nhỏ. Cái đầu tiên là da vẫn đang bình thường. Dạ. Thế xong bắt đầu là mua toner về bôi. Dạ. Ừ. Đấy là cái cách làm đẹp theo phong trào đấy. Đấy nó mới trào hết ra mặt đấy này, khổ thân. Toner chưa cả thẩm thấu, con đã đi làm việc mồ hôi một kê nó đổ ra.
trắng li ti. Là chán con tự cậy đây à? Dạ. Con muốn tự cậy mụn không cô phát cho con cây? Dạ được không? Tự cậy nó mới thâm hết thế này, nó mới lây lan nhanh thế này. Lỗ chân lông nọ viêm sang lỗ chân lông kia. Cái con nó mọc ở đầu chàng mày đau lắm Yến ạ. Nó ngứa nữa chứ. Về nhà ăn đồ mát con nhé. Nó cậy cụt hết cái đầu. Lý do làm sao má bên này ít hơn hay má bên này tự cậy hết rồi? Nó vẫn cậy lắm nhé Yến nhé, nó cậy cho bằng. Con mà bôi sản phẩm trị mụn của cô về á thì con cậy thoải mái, vì là nó sẽ thu cồi và dễ cậy lắm.
chứ cô.